giờ mặt con đê cư này nét vải anh em ơi, phụ kiện bao gồm một cái đầu rời thân trên thân dưới một cái trống và một cái đế, cái đế hơi chày vì là mô hình cũ anh em ạ. À. hôm nay thì lại về được mấy em mô hình đê cư chính hãng rất là ưng ý khi mà có nhiều chi tiết để lắp ráp tạo hình đê cư đang chiến đấu nét mặt cho thấy sự căng thẳng của anh ấy khi đang búng tay. lúc này thì đê cư chưa thích nghi với sức mạnh của one for all nên anh em nhìn thấy nó lúc nào cũng căng thẳng khi dùng chiêu và em này lắp ráp khớp cũng khá ok chi tiết sơn khuôn mặt nét giá em này thì hơn 200 cành một xíu thôi, khá là vừa phải. Khác với dáng vẻ ngầu lòi hàng ngày thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một con sô tô với một dáng đi khá là ổng ả và khuôn mặt dễ chịu. Hai màu tóc trắng và đỏ làm cũng rất là đẹp và bắt mắt. Ngoài ra bên tay trái có hiệu quấn lửa làm trong suốt. Cái mặt thần thái của sô tô lúc này trông có vẻ là mệt mỏi chắc là đánh nhau rất là nhiều rồi. Cái này thuộc dòng Ichiban anh em nhé. Mình để cho anh em một cái giá hơn 200 một xíu siêu thôi nhưng mà rất là ok luôn anh em mà. Chơi ngon nha. Thế về được một em đê cư mà không nghĩ nó bự đến như vậy luôn anh em ạ. À. Con này tôi đo cao khoảng 25cm và nặng 500g. Tình trạng của con này thì không có base và cũng không có hộp luôn anh em ạ. À. Tuy nhiên anh em có thể thấy tôi để một cái là nó đứng cực kỳ vững, không có bị rung rinh, khuôn mặt và tóc tai không có bị lỗi, sắc nét toàn thân của người và bộ trang phục của đê cư được sơn nhám một chi tiết đặc biệt chính là đôi giày của đê cư thì nó được sơn bóng và đặc biệt là nó tạo cảm giác cũ kỹ sau những trận chiến đấu anh em có thể thấy những cái vệt xét ngay cái đôi giày cầm lên con này là tôi đã thấy ưng liền luôn thứ nhất là nó to thứ hai thì giá lại rẻ nữa anh quanh có ba tô phở chứ nhiêu anh em ơi đây là mô hình cũ nên là cái mặt nạ của đê cư nó chạy nhẹ không tránh hỏi vết chạy xước anh em nhé nhưng mà tổng thể em này phải nói là ok luôn Hôm nay nhập được một em mô hình Euro cổ 2016 Tính đến này cũng đã được 8 năm rồi Mà tình trạng phải nói ổn Lắp gáp thì vô cùng đơn giản luôn Lắp cái đầu rồi lắp ba cái kiếm vào Vì cái đế thôi anh em ạ à. Cái đế này không bị chạy xước luôn Dù đã lâu năm sử dụng Mô hình này thì Euro hơi cúi đầu về trước Phải quay cận cảnh Nhìn mặt khá sắc nét Mô hình Euro thì anh em cứ chú ý là khuôn mặt Nó cực kỳ khó làm đẹp luôn Nhìn tạo hình là không biết trong phim thông thường rồi Đố anh em nằm trong movie nè Nhìn bộ đồ cũng khá là đẹp Đôi dài bóng lưỡng luôn nè bên tay phải dắt ba cây kiếm có một cái đồ để nữa dòm con này đầu tiên trong đầu tôi nghĩ là phải test coi đứng không cần đế được không cuối cùng tôi test là đứng được anh em nhé đỡ tốn tiền mua đế mika luôn anh em ạ à. lỡ làm con luffy rồi thì làm luôn con hết đi long ơi ok anh em nha hôm nay có được một em nami thân nguyên khối và một cái đế đen tròn lắp gáp thì vô cùng đơn giản luôn anh em mà gắn một cái là xong con này nhắc lại với anh em là hơn 100 trăm cành một xíu khuôn mặt thì làm ok phần tóc làm lên màu đẹp lắm nha tuy nhiên ở phần đuôi tóc vẫn có nhựa từa và anten bị câu nhưng nhìn chung thì hơn 100 cành chúng ta không thể đòi hỏi độ hoàn thiện hoàn hảo được với chiều cao là 15 cm và nặng 300 g có hộp màu mang cái đôi dài màu hồng khá là bắt mắt tư thế đứng và tạo hình phải nói là vô cùng quyến rũ ông nào thích ủng hộ tôi nha